nhà mới đuổi em mà anh kêu anh em đuổi sao được anh? Hello, nghe tiếng không? Nghe nghe. À, đây, chào thân với chào các anh chị em. Đề tài là cái chuyện giàu nghèo của tư bản và châu Âu và xã hội chủ nghĩa hả? Hay là châu Á? Châu Á cũng được mà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mình đi là Thì cũng đúng được. rồi. Thì tụi nó so sánh giàu nghèo giữa các nước tư bản châu Âu, Mỹ với lại Việt Nam mình. Cái này thực chất mình cũng phản biện, cũng nói nhiều, nhưng mà giờ nếu mà là đề tài á, thì mình cũng nói lại. Nói chung là nói nhiều, nói lại để cho cái tụi nó nghe, nó hiểu, nó giống như mình phải đấm vô não nó cho nó nhớ. Chứ cái luận điệu của những cái thằng này, những cái kẻ chống cộng này nó ngu dốt lắm. Nó biết bao nhiêu mà nó đâu có hiểu đâu. Mà nói về cái giàu nghèo của tư bản phương Tây và và Việt Nam, thì mình xin trả lời như vậy nè. Thứ nhất á, là những cái nước giàu tư bản mà giàu có, tư bản bây giờ nó khoảng chừng 193 nước được Liên Hợp Quốc công nhận, thì trừ 5 nước xã hội chủ nghĩa và một nước quân chủ là Ả Rập Xê Út đó, quân chủ mà quân chủ gọi là chuyên chế luôn á, chứ không phải quân chủ lập hiến nha, là 6 nước, thì còn lại là 187 nước tư bản. 187 nước tư bản thì các bạn bao que thử thống kê coi là được bao nhiêu nước tư bản giàu, nếu tỷ lệ phần trăm nha, 187 nước thì được bao nhiêu nước tư bản giàu trong 187 nước đó, đúng không? Đó, và so với xã hội chủ nghĩa, tỷ lệ của 5 cái nước xã hội chủ nghĩa thì như thế nào, nó chênh lệch như thế nào? Tại vì cái số lượng nó khác nhau, cho nên mình so sánh là mình phải so cái tỷ lệ. Thì các bạn thấy châu Âu thì cũng được vài nước gọi là giàu, Anh, Pháp, Đức, đúng không? Khoảng chừng một chục nước thôi. Còn lại châu Á thì tư bản lại Nhật, Hàn, Singapore, một số nước, và châu Mỹ thì có Canada, Mỹ. Đó. Quanh đi quẩn lại, tôi tính cho kha khá thì cũng khoảng 30 nước trên 187 nước tư bản giàu. Còn lại các bạn thấy là châu Phi nè, châu Á nè, Nam Mỹ nè, cũng là tư bản. Tại sao họ nghèo như vậy? Thậm chí là nghèo đến độ cùng cực. Vậy thì cái luận điệu mà mở miệng ra nói là tư bản giàu, nó có đúng hay nó sai? Đúng không? Nó đúng hay nó sai? Bây giờ mình cứ cho là tư bản nó giàu, mình cho thoải mái là 30 nước tư bản giàu đi, thì các bạn nhìn thấy những cái nước tư bản đó nó có cái điểm chung, nó có một cái điểm chung mà vì sao nó giàu. Các bạn thấy thế kỷ 17, 18, 19, đầu thế kỷ 20, những cái nước tư bản hầu hết là đi xâm lược, đi đánh chiếm thuộc địa khắp thế giới. Đó, các bạn thấy họ đều có một cái điểm chung, để mà giàu có thì họ đi xâm lược, họ cướp của những cái nước nghèo, họ về họ làm giàu cho đất nước họ. Chính xác rồi. Vậy cái giàu đó nó đáng không? Cái giàu đó cần được nhắc đến không? Cái giàu đó đáng để được người khác tôn vinh không? Một cái thằng ăn cướp, nó về nó xây nhà, nó mua xe hơi, mình có tôn vinh nó không? Mình có tôn trọng nó không? Không thể tôn trọng được. Nếu người giàu họ làm từ cái bàn tay họ lên không, bằng công sức, bằng cái mồ hôi công sức của họ, thì mình cái người đó mình đáng rất đáng trân trọng, rất đáng ngưỡng mộ. Không có thằng giàu mà nó đi ăn cướp của người khác thì cái thằng đó được các vị ngưỡng mộ nó, thì khác gì các vị là những cái kẻ đồng lõa với tội ác, đồng lõa với tội ác, nó rõ ràng vậy mà. Nếu các vị nào nắm một chút về lịch sử thế giới, các vị sẽ thấy được những cái nước tư bản giàu có hiện nay đó hầu hết là đi xâm lược, và hiện tại vẫn còn xâm lược.
gọi là thực dân kiểu mới. Họ không xâm lược đất đai nữa, mà họ xâm lược bằng kinh tế, bằng nợ công nợ xấu cho các cái nước nghèo. Mà điển hình nhất là Pháp bây giờ còn còn 14 nước phụ thuộc hoàn toàn vào nước Pháp. Bởi vì họ không bỏ sức ra, họ không có cái ngày 2 tháng 9 lịch sử như Việt Nam mình. Chúng ta đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp và chúng ta có độc lập hoàn toàn, độc lập tự chủ. Chúng ta toàn quyền quyết định dân tộc của chúng ta đi như thế nào, đó, chơi với ai, quan hệ như thế nào với quốc tế, chúng ta hoàn toàn độc lập tự chủ. Trong khi 14 nước châu Phi họ có được độc lập là họ phải đánh đổi. Nước Pháp họ ra điều kiện bây giờ các vị muốn độc lập các vị phải cống nộp, giống ngay như ngày xưa mà những cái nước yếu mà cống nạp cho những cái nước mạnh như là lịch sử Trung Quốc vậy đó. Thì bây giờ nó cũng chẳng khác gì, 14 nước đó cống nộp cho nước Pháp 500 tỷ đô. Có nghĩa là khi mà họ làm ra tiền thì họ sẽ phải Chào là gửi khán về giả, cái ngân hàng Pháp đó. Họ gửi chào về bạn cho cái Ngọc ngân Minh. hàng của nước Pháp đó. Và nước Pháp chỉ cho phép cái đất nước đó sử dụng 15% cái số tiền mà họ gửi về ngân hàng của Pháp đó để sử dụng cho cái quốc gia của họ thôi, 15% nha các vị. Đó là về kinh tế, còn chưa kể về chính trị, văn hóa, xã hội, tất tần tật các cái mặt khác. Nếu muốn làm bất cứ gì cũng phải thông qua nước Pháp. Đó là thực dân kiểu mới đó. Vì sao nước Pháp giàu? Thậm chí những cái nước châu Âu họ còn lên án, họ còn lên án nước Pháp, nhưng mà nước Pháp nó kệ. Bởi vì sao? Họ có quá nhiều tiền của những cái nước nghèo, gọi là cống nạp đó. Họ bỏ ngoài tai. Bởi vì sao? Tiền là trên hết, tư bản là kinh tế là trên hết, đồng tiền là trên hết. Thì chúng ta thấy có một cái điểm chung đó. Rồi sao? Nước Mỹ họ giàu bằng cái gì? Mỹ là cường quốc số 1 hiện nay trên thế giới. Vậy vì sao họ giàu? Các bạn phân tích đi. Sau đại chiến thế giới thứ hai, Mỹ giàu nhanh chóng lắm. Họ bán vũ khí chỉ một phần thôi, mà họ cho vay. Nước Anh vay của nước Mỹ rất nhiều và mới trả xong cách năm, từ đại chiến thế giới thứ hai tới năm, hình như ngoài năm 90 mấy mới trả hết cho nước Mỹ. Cái số tiền mà nước Anh vay để mà sản xuất vũ khí mà để đánh lại phát xít Đức, phe phe đồng minh đó. Thì nước Anh phải vay của nước Mỹ vô cùng nhiều, mà mới đây mới trả hết. Nghĩ là dạng công buôn, vừa buôn vũ khí vừa cho vay nặng lãi, thì lấy gì mà nó không giàu? Rồi sao? Chảy máu chất xám của các cái nước tư bản. Các nước tư bản họ văn minh, họ có rất nhiều nhà khoa học. Rồi những cái nhà khoa học mà người Do Thái, người Israel đó, bị phát xít Đức nó khủng bố, nó diệt đó, thì họ đi sang Mỹ rất nhiều. Những cái giới tinh hoa của châu Âu cũng vậy, khi mà chiến tranh xảy ra thì họ hầu như họ chọn nước Mỹ, họ sang đó để sinh sống và họ làm giàu cho nước Mỹ. Chất xám, giàu bằng chất xám. Cho nên nói tư bản giàu và đem Việt Nam so với những cái nước đó, nó gọi là thứ nhất mình nói là khập khiễng, thứ hai là những cái kẻ mà đi so sánh đó là những cái kẻ ngu dốt về về chính trị, không hiểu về kinh tế, và nó gọi là nó ngu muội đến mức độ nó tôn sùng, gọi mình gọi là nâng bi tư bản. Cái gì tư bản cũng tốt hết đó. Tư bản nó tốt, nó có nhiều cái rất tốt và Việt Nam cũng cần phải học. Mình nói ở đây là nói những cái mình phản biện những cái mà cái miệng lưỡi, cái giọng điệu của cái đám chống phá Sao chị luôn đem này? Việt Nam ra so sánh với các nước tư bản. Mà tại sao nước tư bản giàu? Em bổ sung thêm một khúc là về cái nguyên nhân á, là anh nói là thường á, là những cái nước mà đi xâm lược nước khác thì nó giàu có một cách rất là nhanh chóng. Tức là đi xâm lược là để làm gì? Để khai thác tài nguyên khoáng sản ở cái đất nước, những cái đất nước thuộc địa đó của họ có những cái tài nguyên khoáng sản nào thì họ đem về cái đất nước của họ hết, còn để lại cho cái những cái đất nước Chào nô lệ Thanh Nhã, không còn cảm cái ơn gì. nhiều nha.
Nó còn thêm một cái khía cạnh nữa, mình Lên phải đây. công tâm, tức là mình phải công tâm nói chuyện, tức là cái tư bản nó giàu là do cái trình độ khoa học kỹ thuật nó phát triển. Đấy, cái điều này là mình phải công nhận, vì cái xã hội hiện đại bây giờ là đều nhờ vào khoa học kỹ thuật. Thì ở đây về cái khoa học kỹ thuật đó thì trải qua hàng mấy trăm năm rồi, và 400-500 năm nay thì mọi người cũng đã biết, thì cũng không cần nói thêm, và cũng nói thẳng ra nếu mà nó phát minh ra những cái gì, thời điểm nào, như thế nào, và nó có ích lợi gì đối với cuộc sống con người á, thì nói không không hết được, không rõ được. Nhưng mà em nói đây về cái nguyên nhân có sự phát triển về khoa học kỹ thuật đấy, thì ở đây là cái nguyên nhân chủ yếu của nó là người ta so sánh, ví dụ là từ năm trước công nguyên và tới năm 1000, thì ở các cái dân tộc, các cái khu vực trên thế giới á, về sáng kiến về khoa học kỹ thuật á, thì có sáng kiến ở để phục vụ cho cái đời sống của con người á, là ở khu vực châu Á, châu Âu và các châu lục gần như là tương đương nhau đấy, không có cái sự chênh lệch. Tuy nhiên từ năm 1000 cho tới 1500 thì ở khu vực châu Á là không có một cái sáng kiến nào luôn đấy, mà ở châu Âu á, thì được, có được rất là ít. Còn từ 1500 cho tới bây giờ thì ở châu Âu mới vượt lên, vượt trội lên, thì ở bắt đầu sâu chuỗi lại á, thì anh mới nói là anh mới để ý thử coi, ví dụ như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là những cái đế quốc đi xâm lược ở các cái nước khác, và đặc biệt là châu Mỹ. Rồi tới thế kỷ 17, 16, 17 thì bắt đầu là Mỹ, là nước Mỹ nó mới 17, 18 là nước Mỹ, nước Pháp làm cách mạng, và nó từ bỏ cái chế độ phong kiến sớm. Đấy, nó rất sớm là nó có đã làm cách mạng rồi, nó bỏ cái chế độ phong kiến. Và như cái chế độ phong kiến chúng ta biết đây, mãi tới thế kỷ 20 thì Việt Nam mới hết phong kiến. Và cái xã hội phong kiến thì mọi người cũng cũng đã nghe ông bà kể rồi, các cái thế hệ cũng như là sách vở. Cái xã hội phong kiến là xã hội bóp chết cái nền khoa học kỹ thuật. Tức là giờ không có thể nào là có một cái người dân nào mà đứng trước mặt vua tâu bệ hạ là thần chế ra cái bóng đèn, mà khi bật lên á, thì gió thổi nó không tắt, thì lập tức sẽ cho quân lôi ra ngoài mọi ngọ môn quan chém đầu vì cái tội là giỡn mặt cái vua đấy. Thì đối với cái chế độ phong kiến thì nó sẽ như vậy, thì nó sẽ không để cho khoa học kỹ thuật nó phát triển được. Đó là một cái hạn chế là như vậy. Còn bên ở các nước châu Âu á, là họ thoát khỏi cái chế độ phong kiến rất là sớm, sớm hơn chúng ta mấy trăm năm lận. Rồi xin mời anh tiếp. Thì đó là cũng là một phần mà để các nước tư bản họ họ giàu. Nhưng mà mình cứ đem cái châu Âu mình so sánh đi, những cái nước châu Âu mà không đi đánh chiếm thuộc địa, không, châu Âu đâu phải chỉ có nước những cái Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đâu, còn rất nhiều nước. Đúng rồi. Thì các bạn cứ để ý những cái nước mà không đi chiếm thuộc địa, họ không có giàu, mặc dù khoa học kỹ thuật họ vẫn phát triển. Bởi vì cái bệnh viện chung của châu Âu là nó tương đương nhau, nó không chênh lệch nhiều. Ở cái thế kỷ 17, 18 mà 19 đó, là gọi là cái thời kỳ mà khoa học kỹ thuật nó bùng nổ ở châu Âu á, thì những cái nước họ đi xâm lược họ mới giàu. Còn những cái nước còn lại, các bạn để ý, các bạn thấy họ cũng rất là bình thường, thu nhập bình thường đó, một năm cũng cũng khoảng vài ba chục ngàn đô đó. Thì so với châu Âu nó là một cái mức thu nhập rất là bình thường. Thì rõ rõ ràng chúng ta thấy nó có một cái sự khác biệt, những cái nước giàu hơn, mạnh hơn thì họ đi xâm lược nhiều hơn. Xâm lược để làm gì? Thứ nhất là tìm cái nguồn tài nguyên khoáng sản để phục vụ cho đất nước họ. Không? Họ khi mà họ đã sản xuất được cái lượng hàng hóa dư thừa thì họ phải tìm ở cái nơi tiêu thụ. Đó là thuộc địa. Đó. Tìm cái nơi tiêu thụ thì đó cũng là cái hình thức làm giàu. Rồi gì nữa? Họ 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 sử dụng cái người dân thuộc địa về phục vụ cho đất nước họ. Mà ở đâu xa? Việt Nam mình đây. Khi mà đại chiến thế giới thứ nhất xảy ra đó, thì 90.000 thanh niên Việt Nam bị nước Pháp họ đưa sang đó
để phục vụ chiến tranh. 90.000 thanh niên các vị. Họ không chỉ là bóc lột về tài nguyên khoáng sản, đó, về nhiều thứ khác, mà cả con người. Họ đem 90.000 thanh niên Việt Nam sang đó, đó, và hy sinh chết rất nhiều. Còn lại một số, tôi có một cái nhớ, có một cái câu chuyện rất là hay, là còn lại một số thì không được về Việt Nam. Thì ở miền Nam nước Pháp á, là họ có như gọi là ở miền Nam nước Pháp lúc đó đó, có một cái vùng đất rất là bằng phẳng và rất là tốt. Thì cái người Việt Nam mình á, mới đem cái kỹ thuật mà trồng lúa nước ở Việt Nam áp dụng ở khu vực miền Nam nước Pháp. Và sau này ở cái khu vực miền Nam nước Pháp đó là cái vựa lúa của châu Âu luôn. Vựa lúa của châu Âu, và cái năng suất lúa rất là cao. Ở bên Pháp họ có một cái gọi là một cái dịp viện, cái bảo tàng để mà ghi nhận cái việc đó, nhưng mà họ không có nhắc đến cái người Việt Nam, công lao đó là của người Việt Nam, nhưng mà họ không nhắc. Sau này chúng ta mới lên tiếng. Và ở đâu nữa? Pháp họ đưa người Việt Nam mình sang Nam Mỹ. Các bạn ở bên Pháp nó có phía bắc của Nam Mỹ, bắc Brazil, bắc của cái vùng rừng Amazon, có một cái vùng lãnh thổ của Pháp gọi là Guiana đó. Đó là người Việt Nam mà Pháp họ đưa sang đó để làm nô lệ đó. Bây giờ vẫn còn ở đó. Người Việt Nam vẫn sống, vẫn sinh sôi, vẫn cưới cái người bản địa và vẫn còn ở Guiana. Vì cái thời đó không thể về được. Rất là xa xôi, cách trở và tàu bè không có để mà về. Khi mà chiến tranh kết thúc thì người Việt Nam mình, rất nhiều người đã phải xa xứ như vậy. Em chào anh. Nói ra để thấy rằng cái nước tư bản đó họ giàu lên là vì xương máu của những cái nước thuộc địa, mà trong đó có Việt Nam. Dạ em chào anh Châu Phan. Trong đó có Việt Nam mình. Anh chị thấy đó. Vậy thì chúng ta tôn thờ cái gì ở cái sự giàu có của họ? Chúng ta học họ, có, chúng ta có học họ. Bởi vì họ là những cái nước đi trước về khoa học kỹ thuật. Nhưng mà chúng ta không thể tôn sùng họ vì những gì họ đã gây ra cho cái thế giới này, trong đó có dân tộc Việt Nam. Chúng ta thường nhắc cái câu là chúng ta khép lại quá khứ, khép lại để chúng ta hiểu cái từ khép. Khép không có nghĩa là đóng. Không, chúng ta khép lại thôi. Nhưng mà cần chúng ta lại mở ra để chúng ta xem lại quá khứ. Không có quá khứ thì không có hiện tại và không có tương lai. Xem để thấy được rằng dân tộc Việt Nam này muốn đánh đổi, muốn có cái ngày 2 tháng 9 lịch sử đó thì phải đánh đổi như thế nào. Thế thì em bổ sung thêm một cái khía cạnh này nữa, như thế này nữa là anh Nam Phong. Trước tháng 10 1917 là cách mạng Liên bang Xô Viết thành công á. Cách mạng tháng 10 Nga thành công là nước Nga lúc đó dưới quyền cai trị của Nga Hoàng thì chỉ là tép riu ở khu vực châu Âu mà thôi. Thì lúc đó là nước Nga đang tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng khi cuộc cách mạng tháng 10 Nga nổ ra thì những người cộng sản giành được chính quyền thì họ rút chân ra khỏi cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và xây dựng cái một nước Liên bang Xô Viết hùng mạnh. Tới năm 1945 thì cái kết quả là anh biết rồi, đánh tan 1 triệu quân Quan Đông hùng mạnh nhất của Nhật Bản, đẩy lùi phát xít Đức và buộc Hitler phải uống thuốc độc tự sát để đầu hàng. Tiếp sau đó, dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa của Liên bang Xô Viết, cạnh tranh sòng phẳng với cường quốc số 1 thế giới lúc đó là Mỹ, ở cái thời kỳ chiến tranh lạnh, một mình Liên Xô chống cả châu Âu và cả Mỹ. Mỹ lúc đó đã là lên vị trí là cường quốc số 1 rồi. Sau Thế chiến thứ 2, Mỹ là cường quốc số 1 thế giới. Và các những cái thành phần mà ba que chuyên môn mà nói rằng là cái chế độ xã hội chủ nghĩa là dốt nát, là ngu dốt các kiểu, cái bằng những cái lời lẽ của tụi nó cực kỳ thiếu hiểu biết. Khi nhìn nhận lại một cái giai đoạn phát triển của Liên Xô đó thì như thế nào? Chào anh Nguyễn Tiến. Đó,
cái giai đoạn phát triển của Liên Xô nó hùng mạnh như thế nào đấy, và các nước Đông Âu cũng rất là giàu, rất là phát triển. Còn quay trở về lại tiếp đến hàng xóm chúng ta Trung Quốc bây giờ thì sao đấy, từ một cái đất nước mà 8 nước châu Âu và cả Nhật Bản nữa là 8 nước chia sẻ một cái nước Trung Quốc đấy, tới năm 1949 Trung Quốc tuyên bố độc lập, thì từ năm 49 cho tới bây giờ nền kinh tế của nó đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, và hiện nay thằng Mỹ rất là đau đầu với thằng Trung Quốc, muốn triệt hạ, muốn hạ bệ nó, muốn dìm nó bằng tất cả mọi cách, bằng tất cả mọi cái thủ đoạn, lôi kéo đồng minh các kiểu, nhưng mà rất là đau đầu. Thằng Trung Quốc nó tiến bộ như vũ bão, đó là điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nói về Cuba, có một cái chế độ an sinh xã hội cực kỳ tốt, và cái số lượng bác sĩ trên đầu người dân là cực cao so với mặt bằng chung của toàn thế giới. Đấy. Và nhiều cái chế độ an sinh cực kỳ ưu việt, cũng là cái nước xã hội chủ nghĩa thứ ba. Còn nói tới Việt Nam mình thì bắt đầu là tính từ năm 1975 đi, thì lúc đó mới thật sự là giải phóng, thống nhất hoàn toàn đất nước. Nền kinh tế bắt đầu từ con số 0, số 0 tròn chỉnh. Đấy, bao nhiêu là đau thương mất mát trong cái chiến tranh, sự tàn phá của môi trường, tính mạng con người, chúng ta bắt đầu từ con số 0. Đấy. Hòa bình chưa được bao lâu, tới năm 79 miền Bắc Trung Quốc xâm lấn miền Nam Pol Pot, Inh Xê Ri, thì chúng ta lại tiếp tục trường kỳ 10 năm trời để chống Bắc chống Nam, đi giúp bạn ở Campuchia và ở phía biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc thì nhiều người rất là lầm tưởng chỉ có ngày 17 tháng 2, trong vòng 1 2 tháng trời đó Trung Quốc rút quân rồi, rất là nhiều người lầm tưởng là chỉ nhiêu đó, nhưng mà thực ra có những cái trận đánh ở Vị Xuyên năm 1984 và còn kéo dài tranh chấp biên giới tới mãi năm 89 luôn, tới năm 90 mới bình thường hóa quan hệ lại, 10 năm. và chịu cái sự cấm vận của Mỹ tới năm 1995 khi bình thường hóa quan hệ lại, thì phải chịu một vài điều khoản ràng buộc đối với Mỹ, đó là cái việc trả là 145 triệu USD và 80 triệu tiền gốc, và cái số còn lại là cái tiền lãi, mà cái số nợ đó do Việt Nam Cộng Hòa mượn của Mỹ. Đấy, thì cho tới bây Vậy là giờ ăn chơi. đó, thì không thì cứ mình nói vay thôi, còn ăn chơi thì đó mọi người nhìn nhận thôi. Rồi cho tới bây giờ Việt Nam đang chủ tịch luân phiên các nước không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và cái vị thế của Việt Nam thì không cần phải bàn thêm, cái uy tín của Việt Nam không cần bàn thêm, chỉ trong tính trong vòng mấy tháng trở lại đây thôi, bao nhiêu là nước cường quốc, bao nhiêu nước phát triển, lãnh đạo của họ qua tới Việt Nam chúng ta. Mà tại sao nó những cái nước đó họ lại qua Việt Nam? Có bao nhiêu nước trên thế giới, hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ ở trên toàn thế giới này đó, mà nào là Nhật, là Anh, là Mỹ, là Trung Quốc đều qua thăm, lãnh đạo của họ đều qua thăm Việt Nam chúng ta, thì chúng ta mới thấy được đó. Và không nói cần nói đâu xa, ở cái thế hệ của em thôi, hồi xưa đi học bằng đi bộ không, rồi sau đó có được chiếc xe đạp đó, còn tới bây giờ nữa, cái đời sống của người dân như thế nào thì anh em ở trong nước thì cũng không cần phải nói ra thì nó cũng bằng thừa thôi, là đều hiểu biết hết rồi. Đó, vậy thì từ những cái thực tiễn như vậy, tất cả những nước mặc dù Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ, tuy nhiên bây giờ còn lại bao nhiêu nước thì bấy nhiêu nước đều có cái cuộc sống, người dân cuộc sống là tương đối hạnh phúc. Về Trung Quốc em tìm hiểu không có nhiều lắm đó, nhưng mà một số nước khác thì rất là ưu việt. Rồi xin mời anh tiếp tục. Xin chào anh Hoàng nha, lâu lắm mới Chung gặp anh. với mình tồn tại tới giờ là nhờ cái gì? Cái độc lập tự chủ. Khi mà Đông Âu Liên Xô Đông Âu sụp đổ, ai cũng nghĩ Việt Nam sẽ không trụ vững, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn Rồi. hiên ngang, đó, vẫn hiên ngang, và đến bây giờ thì ai cũng biết
là chúng ta có vị thế như thế nào ở khu vực và lãnh trên thế thổ giới. Thái Hoang. Rõ ràng là nãy Thân đã phân tích rồi, chúng ta có một cái vị thế phải nói là nếu mà ở Đông Nam Á này thì khỏi khỏi đem so luôn rồi. Vị thế của Việt Nam bây giờ là phải mang cái tầm gọi là châu Á rồi. Và trở lại cái vấn đề giàu nghèo hồi nãy mình mới so sánh với Mỹ và châu Âu thôi, thì cái luận điệu của cái những cái kẻ chống phá thì nó còn như nè, so sánh là Việt Nam so với Nhật Bản, so với Trung Quốc, so với Đài Loan, đúng không? À, thì bây giờ mình sẵn đây tiện đây mình nói về cái vấn đề mà tư bản á, giàu nghèo so với xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là Việt Nam á. Thì mình nói về Nhật Bản, mỗi nước mình nói một chút để mình thấy được cái sự so sánh của tụi nó là những cái kẻ gọi là không có kiến thức. Nhật Bản thì chúng ta thấy rồi, năm 1945 Nhật nó đã chiếm gần hết cả cái Đông Á và Đông Nam Á rồi, nó là một cường quốc. Chào cố nhân. Khi đó họ đã là cường quốc, còn đất nước ta thì đang là gì, bị đô hộ, đang là nô lệ đó. Cái xuất phát điểm của Nhật Bản nó đã như vậy rồi, và sau đại chiến thế giới thứ hai thì Nhật Bản họ bị cái phe liên minh gọi là cấm phát triển quốc phòng quân đội đó, cấm phát triển quân đội, chỉ có cho một cái đội gọi là phòng vệ Nhật Bản là nó nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, không Thì được cái việc mà chúng thành ta lập quân thấy đội. mỗi năm các nước chi cho quốc phòng, các nước mỗi năm các nước chi cho quốc phòng bao nhiêu phần trăm GDP, mười mấy phần trăm, thì cái số tiền đó Nhật Bản họ họ không có chi quốc phòng nhiều, cho nên họ để dành, họ tập trung họ làm kinh tế. Mà trong 5 năm thôi họ phát triển thần kỳ, thời điểm đó người ta gọi là thần kỳ Nhật Bản. Nhật Bản họ đã có cái nền tảng, họ đã có cái nền tảng rồi. Khi mà họ tập trung phát triển kinh tế và bỏ qua cái mua sắm vũ khí hoặc là phát triển quân sự đó, thì họ phát triển rất là nhanh. Và cái dân tộc Nhật Bản họ lại là những cái dân tộc mà họ gọi là có tinh thần dân tộc rất là cao, kỷ luật tự giác nghiêm minh. Chính vì thế Nhật Bản họ giàu với cái tốc độ chóng mặt và cả thế giới ngưỡng mộ. Họ cũng có cái bản thân dân tộc họ đã có cái nền tảng. Và khách quan mới đầu thì cứ nghĩ là họ bị cấm phát triển quân đội thì thiệt thòi, nhưng thực tế đó lại là một cái điểm mạnh để họ phát triển kinh tế đó. Thì nói về Nhật Bản chúng ta thấy là cái việc họ phát triển kinh tế như thế nào so với Việt Nam thì nó cái nền tảng nó khác nhau. Và tới Hàn Quốc, Hàn Quốc thì năm 1000 cái giai đoạn năm 1945 thì họ cũng không hơn gì chúng ta hết, có hơn thì cũng ít thôi, nhưng mà sau cái giai đoạn đó thì Hàn Quốc là sao, qua Việt Nam đánh thuê, lính đánh thuê Hàn Quốc 50.000 lính chứ đâu có ít. Đổi lại những cái lính đó được Mỹ trả lương, đổi lại thì Mỹ có những cái ưu đãi rất lớn cho Hàn Quốc để phát triển kinh tế, trong khi Việt Nam vẫn còn đang là chiến tranh loạn lạc. Nhưng mà Hàn Quốc thời điểm đó họ đã có một cái quá trình để phát triển kinh tế rồi. Thậm chí ông tổng thống của Hàn Quốc lúc đó là Park Chan-hee á, ông còn có một cái quyết định mà cái dân Hàn Quốc lúc đó là họ phẫn nộ, có nghĩa là ông quyết định chơi với Nhật Bản, bởi vì Nhật Bản vừa 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 là kẻ thù với Hàn Quốc, vừa xâm lược Hàn Quốc vừa xong, thì ông lại quay lại ông chơi với Nhật, bởi vì ông có cái tầm nhìn, ông bỏ qua cái sự phẫn nộ của dân chúng để ổng sao, mục đích là để phát triển kinh tế đất nước. Và lúc đó Nhật Bản là một đã là một cái đất nước phát triển rồi, gần sát với Hàn Quốc đó, cho nên là Hàn Quốc họ cũng từ đó họ cũng có một cái tốc độ phát triển tương đối cao. Và chúng ta Theo chị thấy bây thở giờ nha. đất nước Hàn Quốc họ đã phát triển rồi, nhưng mà Nhật Bản và Hàn Quốc thua Việt Nam ở một chỗ, họ chưa có độc lập tự chủ toàn diện như Việt Nam. Họ hàng năm bây giờ vẫn trả tiền bảo kê cho nước Mỹ kìa, mỗi nước mấy chục tỷ đô, Việt Nam chúng ta Nhật đâu với cần. Hàn đều đều phải trả tiền, đều trả Việt tiền Nam bảo có độc kê lập hết. tự chủ đúng không? Nếu một cái quyết sách, một cái quyết định chiến lược nào đó của Nhật Bản, Hàn Quốc mà không thông qua Mỹ cũng hơi bị khó.
cũng hơi bị khó. Nhưng mà Việt Nam mình không cần phải thông qua bất cứ thằng Tây thằng Tàu nào hết. Chúng ta vẫn tự quyết. Chúng ta đi đứng trên đôi chân của mình. Đó là cái giá trị của ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và cái ngày 30 tháng 4 lịch sử. Mà Nhật Bản với Hàn Quốc không thể so với Việt Nam về cái vấn đề này. Kinh tế thì mình đã so rồi. Họ có nhiều cái thuận lợi hơn mình cho nên họ phát triển. Đó, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc. Còn Đài Loan thì sao? Đài Loan là một cái đảo. Đó. Sau khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc họ chiếm ưu thế ở đại lục thì Tưởng Giới Thạch mới chọn Đài Loan là cái nơi mà đóng đô. Thì cái lúc đó thì Tưởng Giới Thạch đã chuẩn bị cho cái việc ra Đài Loan từ cách đó 2 năm rồi. Bởi vì Tưởng Giới Thạch biết chắc chắn là sẽ thua. Cho nên Tưởng Giới Thạch đã vơ vét biết bao nhiêu tài sản để đem ra Đài Loan. Đó, đem ra Đài Loan. Rồi sao? Đài Loan trước đó là thuộc địa của Nhật Bản. Mà Nhật Bản đã xây dựng ở Đài Loan một cái nền cơ sở hạ tầng rất là phát triển rồi. Có đường sắt đầy đủ hết tất cả. Đó. Sau đại chiến thế giới thì Nhật Bản mới trả lại cho Trung Quốc. Chứ trước đó là Nhật Bản họ chiếm đóng và họ xây dựng Đài Loan là một cái đảo rất là phát triển rồi. Thì Tưởng Giới Thạch ra là đem biết bao nhiêu của cải của đại lục ra nữa. Đó. Rồi cộng với cái sự hậu thuẫn của Mỹ cho nên Đài Loan họ giàu cũng nhờ từ đó. Cho nên là đem Việt Nam so sánh với Nhật Bản, với Hàn Quốc, với Đài Loan là khập khiễng, là thiếu hiểu biết. Nếu chúng ta đem Việt Nam so với những cái nước mà nó có tương đồng về lịch sử, đúng không? Về nền tảng kinh tế thời đó như Pakistan đó. Các anh chị thấy là một vài cái nước ở Trung Á đó, làm sao so được với Việt Nam? Thậm chí Châu những cái nước mà Thái Lan, Philippines bây giờ. Thái Lan, Philippines, Châu Phi thì hơi xa xôi mà cũng không thể so được Việt Nam. Mình so Thái Lan với Philippines bây giờ nè. Philippines bây giờ thì là thua Việt Nam rồi. Là đồng minh biết bao nhiêu năm của Mỹ, không có chiến tranh. Có nhưng mà đã kết thúc từ rất lâu rồi. Đúng không? Còn Thái Lan bây giờ đâu có hơn Việt Nam gì mấy đâu. Và với cái tốc độ phát triển này thì khoảng 1 năm hoặc tối đa là 2 năm nữa Việt Nam sẽ vượt Thái Lan trên rất nhiều các cái khía cạnh, các cái chỉ số về kinh tế. Chúng ta thấy cái này là không phải là tự chúng ta đánh giá mà Ngân hàng Thế giới rồi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hàng năm họ đều có cái đánh giá về các cái nước trong khu vực, đánh giá và so sánh. Thì rõ ràng Việt Nam chúng ta xuất phát điểm rất là chậm so với hầu như các nước trên thế giới, chứ đừng nói là ở Đông Nam Á. Đó. Như hồi nãy Thân đã nói là chúng ta mới phát triển từ năm 1995 sau khi Mỹ gỡ bỏ cấm vận. Thì từ đó tới nay mới có 26 năm thôi các bạn. Và 26 năm mà chúng ta đã có một cái bước phát triển như vậy. Ai từng sống, mấy em nhỏ thì không biết, nhưng mà chúng ta đại học như chúng ta đều nhận thấy cái sự thay đổi rõ nhất ở các cái đô thị. Rất rõ. Và nông thôn cũng vậy. Nông thôn bây giờ điện đường trường trạm, điện nông thôn sáng rực, đường thì chạy bon bon, không phải cái đường đất lầy lội như ngày xưa đâu. Đường xá bây giờ mình thấy cái nông thôn nó đã thay đổi, chứ đừng nói đến các cái đô thị lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang. Nó phát triển nữa. Sài Gòn ngày xưa mà so với bây giờ thì chắc phải cái quy mô nó phải cả 100 lần. Mấy cái quận nhất, quận 5, mấy quận quen. Còn bây giờ các bạn thấy có cái nick Hoàng Nguyễn á, anh nói là cái chất lượng sống và môi trường sống cũng là những chỉ số phải được xét tới. Anh có ý kiến gì ở cái chỗ này không? Ý anh muốn nói là mình phải đánh giá về cái chất lượng sống hoặc là cái môi trường sống của dân Việt Nam mình. Nói chung là vậy nè. Tại vì mình không từng sống ở Philippines, không từng sống ở Thái Lan. Ha. Nhưng mà mình theo cái nhận định và cái hiểu biết của mình á, thì cái chất lượng sống ở của người Việt Nam vẫn hơn Philippines. Cái thủ đô Manila
là cái trung tâm hành chính kinh tế văn hóa xã hội của Philippines, nhưng mà Manila lại có một khu ổ chuột rất lớn, khu ổ chuột lớn nhất, thậm chí là nhất Đông Nam Á. Lại cái khu ổ chuột thì chúng ta nghe chúng ta biết là đó là dành cho những cái thành phần, những cái người dân mà sống dưới đáy xã hội ở ngay thủ đô Manila. Thì nhìn vô chúng ta thấy là cái chất lượng là rõ ràng, ở các cái thành phố Việt Nam bây giờ hầu như không có những cái khu ổ chuột đó. Ở thành phố Hồ Chí Minh ngày trước có, nhưng mà cách đây khá lâu rồi. Hồi xưa tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi vô Sài Gòn cách đó năm 90 á, thì thấy vẫn còn cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè còn những cái nhà ổ chuột, nhưng mà cái hình ảnh nó đã là quá khứ rồi, lâu lắm rồi, và bây giờ chúng ta không bao giờ thấy được nữa. Rõ ràng mình thấy đó là cái chất lượng sống của người dân thành thị. Và tôi nghĩ là nông thôn Việt Nam cũng cũng vẫn ok, bởi vì nông thôn bây giờ các cái vùng nông thôn họ sống rất là thoải mái, họ thu nhập không cao nhưng mà cái mức sống ở nông thôn nó rẻ lắm.